Dòng người đông đen như đi chạy hội. Đó là kỳ thi đánh giá năng lực tại làng Đại học Thủ Đức, làng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Thi đánh giá năng lực đợt 2 và đang kết thúc thi, do đó là giữa đoạn đường này rất là đông các bạn. Khu vực điểm thi của trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn và trường Đại học Công nghệ Thông tin, Khoa học Xã hội Nhân văn cơ sở 2 Thủ Đức các bạn, rất là đông à. Chà chà xe. Cái đoạn đường có mấy điểm thi tại làng Đại học Thủ Đức cho nó đông đen luôn. Hee hee hee.